Tất cả đều bình an, khỏe mạnh ha. Bên đó có nghe được âm thanh bên này tốt không? Dạ Dạ nghe tốt mục sư. Dạ. Rồi, xin kính chào một lần nữa tất cả các anh chị em. Chúng ta vừa thưởng thức những bài thánh ca, lời ca như là tiếng hát của thiên thần vậy ha. Cảm tạ Chúa. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ con sẽ chẳng thiếu thốn gì. Chúng ta có thấy đó là sự thật không? Ở trên mặt địa cầu hiện tại có trên 7 tỷ người, coi như đàn chiên của đấng tạo hóa rất lớn. Chiên mới sanh ra cũng có, chiên ở tuổi vị thành niên cũng có, thanh niên, trung niên, tráng niên, lão niên. Có những con chiên phải cõng, phải ẵm. Có những con chiên mà cần sự giúp đỡ rất nhiều. Nhưng mà trong 7 tỷ người này có bao nhiêu tin rằng mình chẳng thiếu thốn gì cả? Trong suốt cuộc đời làm người, có người đã được sống ở trên thế giới này 3 năm, 10 năm, 7, 80 năm. Có bao nhiêu người thật sự tin rằng khi mình được Thiên Chúa sáng tạo, tạo dựng, mình không thiếu thốn gì cả từ giây phút được hoài thai trong lòng mẹ cho đến giây phút cuối đời? Có người thì thấy rằng mình không đủ chiều cao, cho nên ban ngày mơ tưởng không được thì ban đêm nằm mơ thấy mình cao hơn được một tấc nữa. Có người cao quá cũng mong rằng mình có thể thấp hơn một chút, là vì mỗi khi mà bước vào máy bay đó hoặc vào xe bus phải cúi đầu xuống giống như là những vận động viên bóng rổ quá cao. Trong sân bóng rổ thì cao hơn mọi người, thi thố tài năng, nhưng mà đến những nơi công cộng gần với những người có một cái độ cao trung bình thì họ cứ mong rằng họ có thể đi vào cánh cửa của nhà ai đó một cách bình thường như mọi người bình thường khác. Có người ốm quá, ăn hoài không lên cân thì mong rằng mình có thể lên được cân 2 cân. Có người không ăn gì, chỉ hít không khí không đó mà cũng thấy mình cứ lên cân ào ào đều đều vậy đó, và mong rằng làm sao mà có thể xẹp bớt đi. Cả đời người, người thì thiếu quá, người thì dư quá. Nhưng mà trong cái câu đầu tiên của đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy đây là lời khẳng định của một người từng là người chăn chiên, từng là một vị vua, từng lên voi xuống chó. Để chúng ta có thể thấu hiểu được đoạn 22 này đó, thì chúng ta phải đọc qua đoạn, để chúng ta có thể thấu hiểu được đoạn 23 này đó, thì chúng ta phải am tường và ngay cả trải nghiệm một số điều liên quan đến đoạn 22 thì chúng ta mới thấu hiểu được điều mà vua David nói ở đây. Ông khẳng định rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ con sẽ chẳng thiếu thốn một điều gì cả. Dù đó là tình cảm, dù đó là một sự khích lệ, dù đó là một miếng ăn, dù đó là vai trò gì, vị trí nào ở trong cuộc đời này, không thiếu một điều gì cả. Và nếu một mai chúng ta không được quyền cầm Kinh Thánh trong tay nữa, không có Kinh Thánh để đọc, mà nếu các anh chị em đã học thuộc lòng và biết từng câu từng chữ của đoạn Kinh Thánh này, xem như chúng ta đã biết được cả quyển Kinh Thánh. Là vì không có một đoạn Kinh Thánh nào trong cả quyển Kinh Thánh chỉ với 6 câu rất ngắn mà tóm lược và bao hàm cả quyển Kinh Thánh.
Tại vì Kinh Thánh không có một cái lý do nào được viết hơn là nói về sự quan hệ mật thiết giữa Thiên Chúa và loài người. Phải không ạ? Kinh Thánh được viết để nhắc nhở rằng từ muôn thuở đến muôn đời, sự quan hệ mật thiết đó không bao giờ bị cắt đứt, bị chia ly, bị phôi pha vì bất kỳ là lý do nào. Và chúng ta thấy chỉ trong 6 câu này đó, cái từ ngữ Ngài và tôi và Ngài và tôi và Ngài. Tôi tin rằng ở trong tất cả chúng ta đã có nhiều người đọc xuyên suốt qua Kinh Thánh rồi. Nhưng mà quý vị có thể giúp tôi tìm một đoạn Kinh Thánh nào chỉ có 6 câu. Chỉ có 6 câu thôi. Mà cái từ ngữ Ngài và tôi và Ngài và tôi và Ngài, Ngài và tôi và Ngài, Ngài và tôi và Ngài. Được lặp đi lặp lại liên tục trong từng câu từng chữ. Thì đó có phải là điều chứng minh rằng Ngài và tôi và Ngài không thể thiếu nhau được hay không? Không phải chúng ta không thể thiếu Chúa, mà chính Chúa cũng không thể nào thiếu chúng ta. Nếu chúng ta đã từng là cha là mẹ, có bữa cơm nào mà mình ăn một cách ngon lành nếu thiếu bóng của các con ở trong nhà? Chúng nó hiện tại đang ở đâu? Có đứa còn đi học, có đứa còn ở công xưởng làm việc. Phải chờ con về ăn mới ngon. Đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ cần Chúa không, Chúa cũng cần chúng ta nữa. Chúa cần chúng ta. Ngài không thể nào thiếu chúng ta được. Chúng ta không thể nào thiếu Ngài thì mình biết rồi, chúng ta biết rồi. Nhưng mà chính Ngài cũng không thể thiếu chúng ta được. Và Kinh Thánh cũng đã khẳng định rằng chúng ta được Chúa yêu thương đó như là Ngài yêu thương chính con ngươi của mắt Ngài vậy. Con ngươi đó, con ngươi mắt Ngài. Con người được cấu tạo và được đặt ở một vị trí rất đặc biệt. Nó được nằm gọn trong một cái khung của cái sọ người. Là cái nơi an toàn, rất an toàn, là vì nó rất quan trọng. Nó được đặt ở bên trong và được được giấu ở trong một cái khung của sọ. Những người mà học về cơ thể con người hoặc là những họa sĩ vân vân đã khi mà nghiên cứu về cấu trúc của thân thể con người từng phần một thì biết con mắt quan trọng như thế nào. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời đã yêu thương loài người như con ngươi của mắt Ngài vậy, không thể thiếu được. Dù là Đức Chúa Trời cũng không thể nào thiếu đôi mắt, phải không ạ? Một con người đâu thể nào thiếu đôi mắt. Đôi mắt cần cả thân thể và thân thể cần đôi mắt. Thì làm sao có lý do nào mà Chúa bỏ chúng ta được? Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ con sẽ chẳng thiếu thốn gì. Nhưng mà trải dài ở trong cuộc sống của mỗi cá nhân đó, chúng ta cứ lầm tưởng rằng mình thiếu và thiếu quá nhiều. Dù là người có đức tin, thỉnh thoảng cũng nghe ai đó nói có sự việc gì xảy ra đó, thì chúng ta thấy, ô, chắc là mình phải lo trước rồi. Biết đâu được Chúa không lo giùm cho mình, cho nên mình phải lo trước, mình phải tính trước. Và ngày xưa từ thuở ban đầu chúng ta nhớ là Eva cũng đã một lần nói chuyện với con rắn, nói chuyện với ma quỷ. Và ma quỷ thuyết phục và nói rằng bà còn thiếu. Chúng ta có thấy những người nữ đang có mặt ở trên chương trình Zoom không? Đây là những hình ảnh phản phất cái vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng Eva ngày xưa mà hôm nay vẫn còn đẹp như vậy đó. Có nghĩa là những người nữ của thời nay đã mất đi rất nhiều những gì phải nói là tuyệt mỹ ở trên khuôn mặt của nàng Eva, tổ mẫu của chúng ta ngày xưa. Mà đến ngày nay dù cho năm tháng trôi qua, ngàn năm đã đi qua, mà các anh, những người nam đã khi nhìn phụ nữ đứng không vững. Tôi là một họa sĩ đây, tôi thích ngắm nhìn cái đẹp lắm. Mà không có cái đẹp nào đẹp hơn là hình bóng của người nữ. Và thật sự là có một lần hoặc là vài lần khi đứng chiêm ngắm một người nữ, tôi thấy mình đứng không vững.
Đó là người nữ đã bao nhiêu ngàn năm đi qua rồi, huống chi là Eva ngày xưa. Nhưng mà con rắn ngày xưa nó nói no, nàng chưa có đẹp đúng mức, nàng phải ăn thử cái trái này nè thì nàng mới đẹp như Đức Chúa Trời. Eva quên rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nàng và Adam giống như Ngài. Giống như Ngài có nghĩa là đẹp như Ngài, không ạ? Nhưng mà khi nghe lời quyến dụ và cám dỗ của con rắn thì Eva tin vào lời nói của nó. Eva nghĩ rằng mình thiếu thốn, mình cần phải ăn cái gì đó, và từ cái ăn đó nó sinh ra bao nhiêu là cái ăn của cuộc đời ở trên đời này. Nào là ăn gian, ăn tham, ăn lận, ăn cắp, ăn cướp, ăn trộm, đủ thứ loại ăn hết từ cái ăn đó mà ra. Cũng nghĩ rằng mình thiếu thốn cho nên mình phải ăn. Và từ những cái ăn nó trái lý lẽ của Thiên Chúa dạy bảo đó thì con người mới đi vào sự thiếu thốn vô cùng. Không còn là thiếu thốn về vật chất nữa, nhưng mà thiếu thốn tình người và thiếu thốn tình Chúa. Cũng vì muốn chứng minh mình, và cũng vì hiểu lầm rằng mình thiếu, cho nên bằng cách này đó, cách nào đó, mình phải làm cho mình đủ hoặc dư. Mình không tin rằng đấng chăn chiên sẽ dẫn mình vào tương lai, cho nên mình phải tính trước tương lai. Phải tính trước tương lai. Mình toan tính cho tương lai và mình mưu lược cho ngày tháng của tương lai. Và chúng ta thấy những điều mà con người mưu lược dẫn đến những sự ngổn ngang ở khắp nơi trên thế giới. Vì vậy lúc này tôi có hỏi là trong 7 tỷ người có bao nhiêu con chiên tin rằng mình không thiếu thốn gì cả, và tin rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ mình, và dù mình có đi qua thung lũng bóng chết ấy, thì cũng chẳng sợ tai họa nào, vì cây trượng và cây gậy của Chúa luôn luôn có ở đó an ủi nâng đỡ mình. Và câu gốc của ngày hôm nay như chúng ta đã được đọc đó, quả thật trọn đời tôi, có nghĩa là dù đời tôi sống 10 năm, 50 năm hay 100 năm là trọn, trọn gói trọn đời, thì cái gì đi theo? Phước hạnh và sự thương xót. Blessings. Vừa là phước hạnh đi theo mình, mà vừa là sự thương xót nữa. Mà trong bản gốc, từ ngữ gốc nói là phước hạnh và sự thương xót rượt đuổi theo mình. Thường thường là kẻ thù rượt đuổi, bóng ma rượt đuổi, đây là phước hạnh và sự thương xót. Chase after me. Có nghĩa là đuổi theo mình. Con chiên tưởng nó đi chậm nhưng mà nó chạy quá nhanh. Mà chúng ta đang bước vào một cái thời đại gọi là văn minh. Con người đi quá nhanh, những con chiên nó đi toán loạn hết. Mạnh con nào con đó đi. Đi đến tốc độ mà Chúa phải rượt theo. Thường thường người chăn chiên đâu có rượt theo chiên. Nếu mà chúng ta ra cánh đồng mà chúng ta sẽ thấy được những con chiên nó đi từ tốn lắm. Con chiên không phải được tạo ra để chạy, được tạo ra đi đi một cách từ tốn, vừa đi vừa thưởng thức. Ở tại Oregon này, lúc này tôi thấy người ta nuôi chiên rất nhiều ở những cánh đồng cỏ. Ngày xưa thì người ta trồng lúa mì, bây giờ đó tôi đi tôi thấy đây những đàn chiên, hàng ngàn con chiên. Cái tướng của nó đi, cái dáng của nó đi, nó không phải là một loài vật chạy. Nhưng mà chúng ta thấy 7 tỷ con chiên của thế giới nhân loại là chạy lung tung hết. Chạy lung tung. Và chạy tốc độ rất nhanh. Và chạy rất xa. Vì vậy mà Chúa phải rượt theo. Người chăn chiên phải rượt theo. Rượt theo tưởng là lấy gậy đánh cho mỗi con cái cho nó sợ, phải không? Để nó khỏi phải chạy nữa. Nhưng mà không ngờ khi quay lại thì thấy là bàn tay của Ngài xòe ra và Ngài nói ơn phước đây. Con cần loại ơn phước nào ta có sẵn đây. Không Chúa, con chạy.
là vì con sợ Ngài. Con đã phạm tội. Ngày xưa tổ phụ của con đã chạy trốn, dùng lá vả che thân và bây giờ con cũng chạy. Và con sợ ánh sáng. Nhưng mà Chúa nói ngoài ơn phước mà ta mang theo, thì ta còn mang theo sự thương xót nữa. Quả thật chọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót. Hai điều rất quan trọng trong cuộc đời của con người. Chúng ta cần cả hai. Cần phước hạnh và cần sự thương xót. Chú năn nỉ, hãy dừng lại đi con. Dừng lại đi, đừng chạy nữa. Đừng chạy nữa, hãy dừng lại. Để ta chúc phước cho con. Có điều gì mà con không cảm thấy hài lòng, vừa lòng? Và đâu đó trong tâm của con cảm thấy đau lòng về một việc gì đó, cứ ngồi tâm sự với ta. Hãy nói chuyện với ta. Hãy nói chuyện với ta. Hãy trao gánh nặng cho ta. Hỡi con của ta là người mệt mỏi và gánh nặng. Ta sẽ cho con sự yên nghỉ. Nè, ta sẽ dắt con đến đồng cỏ xanh tươi. Là vì trước kia con có nhớ không? Con rất thích ăn cỏ xanh tươi. Sau khi ăn xong đó, ta dìu dắt con đến mé nước bình tĩnh. Và sau khi đi dạo với ta rồi thì ta sẽ bổ lại linh hồn cho con. Những gì mà đời làm tổn thương con hoặc chính con làm tổn thương con, ta sẽ phục hồi lại. Và ta sẽ tái tạo con trở thành một con người công bình, công chính giữa dòng đời. Trong những ngày tháng con sống ở trên cuộc đời này, con không sợ một điều gì cả. Là vì luôn luôn có ta ở bên cạnh con, ở trong lòng con. Con không ghét con, mà con chẳng thù ai. Là vì mỗi ngày con thức dậy, mở mắt ra, đi đứng đó, con sẽ có một cái cảm giác lạ thường, siêu thoát và thanh thoát. Là vì mỗi ngày đối với con sẽ như một bàn tiệc mở ra trước mắt con vậy. Ngày nào ta cũng sẽ chăm sóc con bằng cách ta thêm sức cho con. Ta sẽ sức dầu cho con. Và lòng con sẽ tràn ngập sự dịu dàng, nhẹ nhàng. Và con nhìn vào cuộc đời cũng giống như loài ong, loài bướm, bay một cách thoải mái, thanh thản. Không sợ ngày mà cũng chẳng ngại đêm. Con sẽ trở về với ta khi con chút hơi thở cuối cùng. Chỉ có 6 câu thôi của một đoạn kinh thánh mà tất cả những người tin Chúa đều học biết và thuộc lòng. Nhưng mà trong 6 câu này là cả một sự nhắc nhở rằng chúng ta không thể thiếu Ngài và Ngài không thể thiếu chúng ta. Và trong từ ngữ gốc của tiếng Do Thái đó, cái từ ngữ Jehovah, Jehovah, ngày nay chúng ta viết cái từ, cái chữ Jehovah, chúng ta chẳng nhìn thấy cái gì cả. Nhiều khi chỉ mường tượng về một đấng nào đó thôi. Nhưng mà ngày xưa chữ là chữ hình tượng, được vẽ bằng hình. Cho nên cái từ ngữ Jehovah được vẽ bằng cái hình ảnh là một bàn tay tạo dựng và một bàn tay chịu đính đóng. Jehovah có nghĩa là một bàn tay tạo dựng và một bàn tay chịu đính đóng. Bàn tay tạo dựng đó chính là đấng tạo hóa. Và bàn tay chịu đính đóng cũng chính là Ngài. Ngài yêu thương chúng ta, Ngài tạo dựng nên chúng ta. Và không có một điều gì làm Ngài đau lòng hơn là Ngài bị khước từ, Ngài bị vu khống, bị kết án và bị đóng đinh.
sự hy sinh của một người mẹ, người cha rất lớn đối với các con của mình. Đau khi sanh con, buồn khi con xa lánh mình. Nhưng mà đau đớn hơn nữa là con vu khống mình và ngay cả đóng đinh mình. Và chính Đức Chúa Trời trong lúc đi tìm kiếm những con chiên lạc mất, Ngài phải khoác chiếc áo của con chiên, đi vào giữa hàng của bao nhiêu con chiên. Và Ngài không ngờ rằng chiên mà Ngài đã tạo ra từ bao nhiêu ngàn năm trước đó, nó lại biến hình và trở thành những con sói rất hung dữ. Và những con sói đó, mỗi con xé Ngài bằng cách khác nhau. Chúng ta đọc đoạn 22, chúng ta thấy điều đó. Đoạn 22 là đoạn trước đoạn 23 đó, chúng ta thấy điều đó. Hàng triệu con chiên ngày xưa và cả thế giới nhân loại kết án, con chiên của thiên đàng đến thăm thế giới này. Và hình ảnh Đức Chúa Giêsu như Kinh Thánh nói là con chiên đó. Ngài thật sự là con chiên. Và Ngài bị con chiên của thế nhân kết án đóng đinh. Vì vậy cái từ ngữ Jehovah đã có từ đầu sách Sáng Thế Ký rồi. Trong sách Sáng Thế Ký chúng ta đã nhìn thấy cái từ ngữ rồi. Và trước khi tạo dựng nên loài người đó, Đức Chúa Trời đã giới thiệu Ngài là Jehovah. Và tôi nghĩ rằng những người làm cha, làm mẹ cũng vậy. Không phải mình sanh con ra và mình tin rằng con mình sẽ hoàn toàn là một người tốt đâu. Sẽ có một ngày con mình nói lỡ lời hoặc là cố tình xúc phạm đến mình. Và ngay cả đóng đinh mình luôn nữa. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng dù cho con có tố cha, vu khống cho mẹ và đóng đinh mẹ, thì tình thương của mẹ và cha rất lớn đối với con của mình. Và Đức Chúa Trời đã làm điều đó đối với cả nhân loại. Cho nên khi chúng ta xưng danh Ngài là Jehovah, chúng ta hãy nhớ rằng đã một lần Ngài tạo ra chúng ta, và cũng đã một lần chúng ta đóng đinh Ngài. Bàn tay tạo dựng và bàn tay chịu đinh đóng. Mà nếu là hai bàn tay, một bàn tay bọc đường trước, một tay bọc đường sau, thì chúng ta không có thiếu gì cả. Những tội ác hoặc là tội lỗi mà nhân loại đã làm hoặc là chúng ta đã làm đó, nếu mà không có ai chịu thay thì đúng là vô vọng. Điều khó nhất ở trong cuộc đời này không phải là chúng ta không có được công ăn việc làm, không trở thành những bậc giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ vân vân, điều đó rất dễ. Nhưng mà điều khó nhất đó là không thể gánh được cái tội của mình. Chúa là đấng khởi đầu mọi việc, có nghĩa là Ngài sáng tạo nên chúng ta và cũng là đấng gánh thay tội lỗi cho chúng ta nữa. Vì vậy không có thiếu là vậy đó, đầu cũng không thiếu mà cuối cũng không thiếu. Và chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng phải không? Khi biết được rằng có một đấng mà bất cứ lúc nào chúng ta nói chuyện, xưng tội và chia sẻ với Ngài đó, ngay tức khắc thấy nhẹ nhàng, lạ vậy đó. Rất là lạ và linh thiêng ở trong niềm tin. Bất cứ giây phút nào chúng ta biết, giữa mọi người hay riêng tư, phạm một cái lỗi nào, nói với Chúa, chia sẻ với Chúa, ngay tức khắc là thấy nhẹ nhàng liền, lạ vậy đó. Quá mầu nhiệm. Và như vậy còn thiếu gì nữa? Đức Chúa Giêsu là người bạn thiết hữu mà, còn thiếu cái gì? Sợ là sợ thiếu một cái lỗ tai để lắng nghe thôi, người ta nghe chúng ta riết người ta cũng mệt. Phải không? Nghe kể lại riết cũng mệt, nhất là cái người mà hay nói chuyện tiêu cực nghe mệt lắm. Nhưng mà có ngày nào, tháng nào, giây phút nào mà chúng ta nói chuyện với Chúa nói thôi làm ơn con đừng mở lời nữa.
Trước khi miệng con mở ra ta thấy mệt rồi đó. Nhiều khi thấy số điện thoại con hiện lên ta không chịu bắt luôn. Tôi chưa từng thấy cái cảnh đó xảy ra trong cuộc đời của mình. Bất cứ lúc nào. Vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng Chúa không bao giờ mệt mỏi là vậy đó. Nếu mà Chúa mệt thì chắc chúng ta mệt lắm. Ta mệt quá để ta đi ngủ uống giấc cái đã. Có chuyện gì đó, nói sau. Ngay cả mẹ cha nhiều khi cũng phải mệt với con của mình. Mẹ mệt lắm rồi nha, thôi vừa rồi nha. Bố mệt lắm rồi đó, đừng có phiền bố nữa. Tháng vừa rồi đó, mới tốn tiền cái điện thoại của con, rồi con lại cho bạn gái của con, bây giờ đòi bố mua thêm một cái nữa à. Nhưng mà lạ một điều là chúng ta thấy là Đức Chúa Trời không bao giờ mệt cả. Có những giây phút Chúa chỉ giữ yên lặng thôi. Chứ Chúa không hề than thở rằng Ngài mệt. Nhưng mà khi chúng ta nói chuyện mà thấy Ngài không có đối đáp đó, thì tốt nhất chúng ta cũng giữ yên lặng. Đi vào cái bầu không khí yên lặng với Ngài. Và chúng ta nên tập, tuy nói rằng cầu nguyện nhưng mà làm ơn đừng có nói. Đừng có nói gì hết. Cái âm thanh đẹp nhất, sang trọng nhất, ngọt ngào nhất là âm thanh của sự yên lặng. Chúng ta thấy vũ trụ không? Đâu có nói gì đâu. Nhìn ra trong thiên nhiên đâu có nói âm thanh, không có âm thanh gì hết. Ngoại trừ loài chim chóc và một số loài động vật thôi. Nhưng mà cái sự yên lặng nó đã tạo ra những đóa hoa rất đẹp. Cho nên tập tành đi vào cái sự yên lặng với đấng tối cao để biết Ngài. Và Kinh Thánh nói rằng hãy yên lặng để biết Đức Chúa Trời mà. Phải không ạ? Hãy yên lặng để biết Đức Chúa Trời. Mà khi biết Ngài đó, thì chúng ta sẽ thưởng thức được Ngài. Và khi thưởng thức Chúa thì sẽ không còn có những câu kế tiếp của Thánh Thi đoạn 23 nữa. Chỉ cần câu đầu tiên thôi vừa rồi. Chỉ cần câu đầu tiên là vừa rồi. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ con sẽ chẳng thiếu thốn gì là vừa rồi. Ngài không còn phải rượt đuổi theo con nữa. Tập trong đời sống hàng ngày của mình đi vào những giây phút tĩnh lặng. Và không có một điều gì quan trọng hơn trong suốt một ngày 24 tiếng đồng hồ đó là tìm những giây phút tĩnh lặng. Có một vị đạo sĩ đi vào trong một vùng sa mạc đó. Nhưng mà rồi quá khát nước. Cái bình nước thì đã hết rồi. Ông cố gắng chống chọi thêm vài ngày nữa nhưng mà cuối cùng chịu không được. Đầu óc bần thần và rồi chóng mặt, ông phải ngồi xuống. Trong lúc tĩnh tâm đó, ông thấy rất ngạc nhiên là trên da của ông nó sừng lên. Và mở mắt hí hí ra nhìn thì thấy những cái lông đó, nó hướng về một hướng hết. Ông thì lạ, tại sao lông tay của mình lại hướng về một hướng? Ông nghi ngờ và ông nhận ra rằng hình như là những sợi lông này nó đang chỉ cho mình nơi có nước. Ông đứng dậy đi theo cái hướng của những sợi lông tay và ông tìm được một cái ao nước ở trong khe núi. Làm sao trong đời sống hàng ngày của chúng ta nó tập cho cái não đó nó bớt ồn ào. Tại vì cái sự thông minh nó không phải nằm ở bộ não này đâu. Cái sự thông minh nó có trên đôi mắt, cái sự thông minh nó có trên làn da, nó có trên từng sợi lông. Nó có trên bàn chân. Hàng ngày đó, thay vì mình mang giày, mang dép nhiều quá, nếu mà không khí thời tiết tốt đó, hãy mang chân không. Để chân mình nó cảm nhận được
cái mùi của đất, cái tiếng động của đất, âm thanh của đất để đêm về ngủ cho ngon giấc. Ngày nào cũng mang đôi guốc thật cao các chị em ha. Mang guốc thật cao, hoặc là các ông đó mang giày ba ta ba tê gì đó, chân nó không chạm được đất, rồi về là mất ngủ. Chúa ơi, tại sao con lại mất ngủ, mất an như thế này? Mình đâu có lắng nghe đâu. Bàn chân không có cơ hội lắng nghe, mà toàn cái đầu lắng nghe không à. Cái đầu nó quá mệt. Trong khi đó chân tay và các bộ phận khác trong cơ thể nó cũng là một cái hệ thống rất thông minh mà đấng tạo hóa tạo dựng. Để chúng ta không cảm thấy thiếu thốn đó, chúng ta nên tìm những giây phút yên lặng, yên tĩnh trong ngày. Để cho thân thể này được yên lắng, để cho tâm não được yên lắng. Và như vậy sự bình an của Thiên Chúa sẽ tự nhiên đến với châu thân của chúng ta và đến với tâm của chúng ta. Nha. Một vài lời, không phải một vài lời mà và là những tư tưởng chia sẻ với các anh chị em như vậy qua đoạn Kinh Thánh này. Nếu mà chúng ta có điều gì muốn trao đổi, muốn phát biểu cảm tưởng hoặc là muốn đặt câu hỏi thì xin cứ tự nhiên, nếu mà thời giờ còn và thời giờ cho phép. Anh chị Hạnh hơn và tất cả các anh chị em, chúng ta còn nghe được không? Nghe tốt không? Dạ có. Dạ dạ nghe rất rõ mục sư. Dạ. Dạ. Những điều mà mục sư Cường vừa chia sẻ chắc là nó còn ở với chúng ta, sẽ còn ở với chúng ta lâu lắm, phải không? Chúng ta tĩnh lặng và chúng ta suy nghĩ, tĩnh lặng với Chúa cũng như là tĩnh lặng trong chính mình, phải không ạ? Thì rất là tạ ơn Chúa và cảm ơn bài chia sẻ của mục sư Tường. Trong lúc thế gian quá nhiều tiếng động thì cái sự tĩnh lặng lại càng cần hơn bao giờ hết để chúng ta hiểu được ý muốn của Chúa cho cuộc đời của mỗi chúng ta, để chúng ta thấy rằng dù có như thế nào thì chúng ta cũng sẽ không thiếu thốn gì, vì cái bàn tay của Chúa mở ra đằng trước và đỡ chúng ta ở đằng sau, phải không ạ? Cảm ơn sư Cường rất là nhiều.